Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Hiện nay, lực lượng kiểm ngư Trung Quốc ngụy trang dưới dạng tàu đánh cá đang làm loạn các ngư trường trên Biển Đông nhằm khiêu khích và cài bẫy Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, không giống như Philippines đã dễ dàng rơi vào cái bẫy vô cùng thâm hiểm dẫn đến bị Trung Quốc cướp trắng trợn bãi cạn Scarborough năm 2012, Việt Nam đã cho thấy mình khôn khéo và kiên cường đến mức nào. Chúng ta đã đáp trả có hiệu quả, đập tan chiến thuật thâm hiểm và mưu đồ giăng bẫy Việt Nam, ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển, cũng như góp phần duy trì an ninh khu vực. Và nhân tố đã tạo nên chiến công hiển hách này chính là lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam. Sự hiện diện của họ là lời khẳng định đanh thép cho chủ quyền đất nước và cũng là câu trả lời cho bất kỳ hành động nào xâm phạm tới lợi ích của quốc gia trên biển. Vậy, lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam hiện đại và mạnh thế nào? Hay Việt Nam đã đập tan chiến thuật vùng xám và khiến Trung Quốc vỡ mộng bá chủ Biển Đông ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé. Trước khi nói về lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam, hãy nhìn sang anh bạn hàng xóm của chúng ta là Philippines. Vào tháng 4 năm 2012, sau khi phát hiện một số tàu cá của Trung Quốc đang neo đậu tại khu vực bãi cạn Scarborough, cách đất liền khoảng 230 km về phía Tây, phía Philippines ngay lập tức điều các tàu hải quân ra xua đuổi. Và chỉ cần chờ có vậy, Trung Quốc cũng tức thì điều ngay các tàu chấp pháp và tàu hải quân cỡ lớn của họ đến hiện trường, áp sát và bao vây ngược nhóm tàu của Philippines. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng triển khai thêm tàu hải giám và các tàu cá vũ trang ở khu vực, tiếp tục duy trì kiểm soát và cho quân đồn trú lâu dài trên bãi cạn này. Với tiềm lực quân sự hạn chế, các lực lượng của Philippines đành phải ngậm ngùi rút đi mà không thể làm gì được. Sau đó, Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, nhưng không những không được giải quyết, mà họ còn phải hứng chịu thêm hàng loạt đòn tấn công kinh tế từ Trung Quốc. Quả thực, Trung Quốc đã áp dụng chiến thuật vùng xám một cách vô cùng hiệu quả, mà nạn nhân lần này của họ chính là Philippines. Có thể hiểu nôm na, với chiến thuật vùng xám, Trung Quốc sẽ tìm cách biến những thực thể vốn đang không phải của mình thành cái tranh chấp, rồi biến cái tranh chấp thành cái của mình. Các lực lượng sẽ tham gia vào chiến thuật này gồm tàu cá và dân quân biển đi đầu, tàu cảnh sát biển và kiểm ngư đi sau, và cuối cùng sẽ là lực lượng hải quân. Khi thực hiện chiến thuật này, các tàu cá và dân quân biển sẽ tiến vào những vùng đang tranh chấp, khiêu khích và dụ lực lượng hải quân của đối phương lao ra. Ngay lập tức các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển cũng sẽ lao tới để cứu các tàu cá, đồng thời cũng rêu rao với thế giới rằng là phía đối phương đang làm leo thang, làm tình hình căng thẳng, và ngay sau đó thì lực lượng hải quân sẽ xuất hiện bảo vệ toàn bộ khu vực tranh chấp. Và tới đây, với sự hiện diện của hải quân Trung Quốc, đảo sẽ chính thức thuộc về tay của họ, giống như cách mà Philippines đã mất bãi cạn Scarborough. 2 năm sau sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực và sức mạnh của hải quân để gây sức ép, buộc hải quân và các lực lượng chấp pháp của Philippines rút khỏi bãi cạn Scarborough và cướp trắng trợn thực thể này. Với chiêu bài tương tự, vào tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đi theo đó là các tàu hải cảnh, tàu cá vũ trang hộ tống và đi sau cùng là các tàu hải quân. Chỉ chờ Việt Nam đưa tàu chiến vào như Philippines, thế nhưng khác với Philippines, Việt Nam đã đưa các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư, chứ không phải tàu hải quân ra ngăn chặn không cho Trung Quốc thăm dò dầu khí. Các tàu của Việt Nam mặc dù có kích thước nhỏ hơn, liên tục bị các tàu hải cảnh phía Trung Quốc to hơn xịt vòi rồng, thậm chí là đâm húc. Thế nhưng các tàu công vụ của chúng ta đã lợi dụng sức cơ động cao, liên tục vọt lên tránh né và chống trả quyết liệt. Cùng với đó, chúng ta đã quay chụp lại tất cả các hình ảnh tàu Trung Quốc cố tình gây hấn, đâm húc gây hư hỏng nặng các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam. Sau đó chúng ta cũng đã công bố những tư liệu này ra cho toàn thế giới thấy được sự manh động của Trung Quốc. Song song với đó, Việt Nam đã kết hợp với đấu tranh ngoại giao, gây sức ép. Và cuối cùng, sau khi nhận ra không thể đưa được Việt Nam vào bẫy, Trung Quốc buộc phải ê chề rút giàn khoan HD981 về nước. Tuy nhiên, lần đụng độ đó mới là khởi đầu cho hàng loạt các vụ gây hấn về sau.
Trung Quốc thường xuyên tung dân quân biển len lỏi tới các khu vực trên Biển Đông nhằm tạo bàn đạp để nêu yêu sách chủ quyền phi pháp của mình. Vào tháng 3 năm 2023, Trung Quốc điều hơn 200 chiếc tàu tập trung neo đậu tại bãi đá ngầm gần đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của dư luận. Và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã gọi đây là hành động quân sự hóa khu vực mang tính khiêu khích của Bắc Kinh. Philippines cho biết những tàu này do dân quân biển Trung Quốc điều khiển và đã yêu cầu Bắc Kinh rút đội tàu. Trung Quốc lúc đó từ chối với lý do đây là các tàu đánh bắt cá đang neo đậu để tránh thời tiết xấu, thậm chí còn tuyên bố không có dân quân biển trên tàu. Cách giải thích của Trung Quốc đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Philippines và cộng đồng quốc tế, bởi những tàu vỏ sắt cỡ lớn này đậu sát nhau thành hàng dài, bật đèn suốt đêm mà không đánh bắt hải sản, dù thời tiết rất thuận lợi. Thậm chí một số tàu còn được cho là không có ngư cụ. Sự việc này đã khiến dư luận quốc tế chú ý hơn tới lực lượng dân quân biển, một mũi nhọn quan trọng trong chiến thuật vùng xám của Trung Quốc nhằm vươn vòi ra Biển Đông. Cần phải nói thêm rằng, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai dân quân biển để thực hiện chiến thuật vùng xám, nhằm mục tiêu chiếm đoạt các vùng biển đảo của các nước mà không phải dùng lực lượng vũ trang chính quy với quy mô lớn. Vậy Việt Nam đã làm gì để đối phó với chiến thuật vùng xám của Trung Quốc? Kể từ năm 2014 trở đi, các lực lượng tranh chấp trên biển của Việt Nam đã có một cuộc cải tổ và lọc báu trang bị cực kỳ mạnh. Đây chính là cách lấy độc trị độc của Việt Nam. Đầu tiên, trong các lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam, thì kiểm ngư và cảnh sát biển được xem là xương sống. Và kể từ năm 2018 thì có thêm một lực lượng nữa, được gọi là dân quân biển. Cuộc đụng độ năm 2014 đã để lại cho Việt Nam nhiều bài học quý giá, từ kinh nghiệm đụng độ đến kinh nghiệm đóng các lớp tàu tiếp theo cho lực lượng này. Nếu nhìn vào tốc độ đóng tàu cho ba lực lượng của Việt Nam thì có thể thấy rằng hiện nay không có một quốc gia Đông Nam Á nào có lực lượng và tiềm lực hùng hậu như Việt Nam, từ chất lượng cho tới số lượng. Với cảnh sát biển, từ vốn liếng ban đầu chỉ là 4 tàu phóng lôi được hải quân chuyển giao, cho tới trước năm 2014, các tàu cảnh sát biển chỉ có lượng giãn nước từ 100 tới 400 tấn với số lượng ít ỏi chỉ khoảng 20 chiếc. Tuy nhiên, đến năm 2019, lực lượng này đã lên tới 60 tàu các loại, trong đó đa phần là các tàu có lượng giãn nước trên 1.000 tấn. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, cảnh sát biển Việt Nam được trang bị nhiều tàu tuần tra hiện đại như tàu cảnh sát biển có tải trọng 3.250 tấn, thuộc lớp Hamilton và là tàu chiến được Mỹ trao tặng Việt Nam trong chương trình EDA vào năm 2017, hay tàu tuần tra cỡ lớn có tải trọng 1.500 tấn, số hiệu CSB-8003 do Hàn Quốc tặng. Bên cạnh đó, loại tàu được đánh giá là hiện đại nhất trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam là các tàu tuần tra 2.500 tấn lớp DN-2000, có số hiệu 8.001, 8.002, 8.004, 8.005. Tàu do nhà máy Sông Thu chế tạo theo thiết kế của tập đoàn Damen, Hà Lan. Trong đó, cảnh sát biển Việt Nam sở hữu 4 chiếc và lực lượng kiểm ngư sở hữu 2 chiếc. Bên cạnh một số tàu được viện trợ hoặc mua mới từ nước ngoài, phần lớn những con tàu trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện tại được chúng ta tự đóng mới dựa trên thiết kế trong nước hoặc nước ngoài. Điều này giúp Việt Nam chủ động hơn trong việc tăng tốc độ nâng cấp trang bị và tiết kiệm ngân sách cho quốc gia. Đặc biệt, cảnh sát biển Việt Nam cũng được trang bị máy bay tuần thám với nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Và tiếp theo là kiểm ngư, lực lượng mới được thành lập vào năm 2013 và cuộc đụng độ với Trung Quốc trong sự kiện HD981 là cuộc ra quân đầu tiên của lực lượng này. Khi mới thành lập, kiểm ngư Việt Nam chỉ có 10 tàu tuần tra cỡ nhỏ, nhưng 7 năm sau con số này đã lên tới 120 tàu các loại, trong đó thì xương sống là các tàu KN750, có lượng giãn nước là 800 tấn. Đội tàu chiếm số lượng đông đảo nhất hiện nay của kiểm ngư Việt Nam là lớp TK1482C, với lượng giãn nước hơn 400 tấn. Tàu được thiết kế và tự đóng mới trong nước tại nhiều nhà máy đóng tàu khác nhau, với số lượng trang bị lên tới hơn 70 chiếc đã gia nhập biên chế. Cũng chiếm số lượng đông đảo và là trụ cột chính của kiểm ngư Việt Nam hiện nay, có khả năng bám biển dài ngày, cũng như thiết kế hiện đại, đó là các tàu KN750. Những tàu này cũng được đóng mới số lượng lớn tại nhiều nhà máy đóng tàu trong nước với số lượng lên đến 50 chiếc. KN750 là một thiết kế mới, hiện đại, chính thức được đặt đóng mới sau năm 2014, với hai đợt đóng mới ồ ạt, đợt 1 là 30 chiếc và đợt 2 là 20 chiếc. Tất cả số lượng tàu này đến nay đều đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ về cho lực lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Mỗi chi đội kiểm ngư chủ lực của ta bao gồm chi đội 2, 3, 4 đều được trang bị hơn 15 tàu loại này. Đặc biệt, không thể không nhắc tới các tàu tuần tra đa năng cỡ lớn hiện đại nhất của kiểm ngư Việt Nam hiện nay, đó chính là các tàu lớp KN2011. KN2011 là phiên bản nâng cấp cải tiến từ thiết kế tàu DN2000 của hãng Damen, trang bị cho Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu có một số khác biệt như thiết kế ống khói, bổ sung hangar trực thăng và thiết kế mũi tàu kiểu lưỡi diều đặc trưng, giúp tàu rẽ sóng tốt hơn khi đi biển. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 2.200 tấn, dài 90,5 m, rộng 14 m, với 4 máy chính cho phép nó có thể đạt vận tốc tối đa 21 hải lý giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã chuyển giao cho ta một số lượng các tàu tuần tra cũ đã qua sử dụng. Các tàu này được chia về cho chi cục kiểm ngư số 1 và 5, mỗi chi cục 2 chiếc. Các tàu này đã hỗ trợ vô cùng đắc lực, nâng cao khả năng thực thi luật nghề cá của lực lượng kiểm ngư ta trên biển. Có thể nói rằng, đội tàu tuần tra, chấp pháp của lực lượng kiểm ngư Việt Nam là vô cùng lớn mạnh, hùng hậu với số lượng đông đảo, đồng bộ, hầu hết đều do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, đảm bảo tính năng kỹ chiến thuật cao. Với trang bị như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn tự tin trong nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ, cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển, đảm bảo thực thi pháp luật trên biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và cuối cùng là lực lượng dân quân biển. Với tình hình diễn biến phức tạp trên Biển Đông, từ cuối năm 2019, lực lượng dân quân tự vệ biển đã được đầu tư mở rộng thành những đội có khả năng đi biển dài ngày, đồng hành với hai lực lượng ở trên. Trong năm 2021, đã có 6 đội được thành lập ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu và Kiên Giang với số lượng 30 tàu, có tải trọng từ 400 tới 700 tấn. Theo đúng kế hoạch, đây mới chỉ là một nửa lượng tàu trong đợt trang bị đầu tiên của dân quân tự vệ biển. Và với những gì được công bố, tới năm 2025, lực lượng này sẽ được bổ sung trang bị lên tới 126 tàu các loại. Nếu nhìn vào quy mô và tốc độ trang bị thì không một quốc gia Đông Nam Á nào có được lực lượng hùng hậu cả về chất cũng như về lượng như Việt Nam. Hiện nay, số lượng tàu chấp pháp của Việt Nam có đến hơn 200 chiếc, nhưng so với vùng biển có diện tích lên tới 1 triệu km2 thì không khác nào những hạt cát trên biển. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã trở thành bãi thử lửa cho nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có UAV, hay còn gọi là máy bay không người lái. Với chi phí sản xuất tương đối thấp, chỉ từ 1.500 đến 5.000 đô la Mỹ cho mỗi UAV tự sát và khoảng 50.000 đến 120.000 đô la Mỹ cho phiên bản trinh sát tầm xa, UAV mang lại hiệu quả chiến đấu đáng kinh ngạc. Đặc điểm nổi bật của UAV là tính cơ động cao, khả năng luồn lách, tấn công bất ngờ và gây sát thương đáng kể. Những yếu tố này khiến UAV trở thành một loại vũ khí đáng đồng tiền bát gạo trên chiến trường, thậm chí là vua chiến trường trong các cuộc chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, việc sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến để chống lại các UAV giá rẻ lại gây ra nhiều tranh cãi. Các hệ thống tên lửa phòng không như NASAMS với giá lên tới 1,2 triệu USD mỗi quả tên lửa, hoặc IRIS-T SLM với chi phí khoảng 500.000 đô la Mỹ mỗi tên lửa, đều bị coi là giải pháp thiếu hiệu quả khi dùng để đối phó với các UAV chi phí thấp. Máy bay không người lái hiện đại, đặc biệt là các dòng chạy điện, có khả năng bay thấp, kích thước nhỏ gọn, phát nhiệt thấp, khiến radar và các hệ thống tên lửa phòng không gặp khó khăn trong việc phát hiện và tiêu diệt mục tiêu. Trong bối cảnh này, pháo phòng không đã được trọng dụng trở lại. Với chi phí rẻ hơn nhiều so với tên lửa phòng không, pháo phòng không vẫn sở hữu hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và dễ dàng triển khai trên nhiều loại địa hình khác nhau. Pháo phòng không đã trở thành khắc tinh của UAV giá rẻ, đặc biệt là các dòng sản xuất hàng loạt như Shahed-136 của Nga, nhập khẩu từ Iran, hay phiên bản nội địa Lancet 2. Đây là những UAV được thiết kế nhằm gây ra tổn thất lớn trên chiến trường với mức chi phí tối thiểu. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, một tổ chức uy tín cung cấp các phân tích chiến lược cho quân đội Anh đã khẳng định, pháo phòng không là chìa khóa để giải quyết bài toán đối phó với UAV. Theo RUSI, pháo phòng không đã bị đánh giá thấp một cách không công bằng, trong khi nó sở hữu những ưu điểm vượt trội khi so sánh với các hệ thống tên lửa phòng không đắt đỏ. Pháo phòng không có khả năng phản ứng nhanh, dễ bảo trì và không yêu cầu chi phí lớn, trong khi vẫn có thể tạo ra một lưới phòng thủ hiệu quả chống lại các đợt tấn công dồn dập từ UAV. Khi nhắc đến hệ thống phòng không của Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến những trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Thế nhưng,
ít ai biết rằng, phần cốt lõi của bức tường lửa thép Việt Nam, lực lượng có đóng góp quan trọng nhất trong việc tiêu diệt hơn 12.500 máy bay của Mỹ và đồng minh, lại chính là pháo phòng không, một lực lượng âm thầm nhưng vô cùng hiệu quả. Theo thống kê, chỉ riêng miền Bắc Việt Nam, pháo phòng không đã bắn hạ tới 2.635 máy bay Mỹ, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số hơn 4.100 chiếc bị bắn rơi. Tại chiến trường miền Nam, con số này còn ấn tượng hơn khi có hơn 8.000 máy bay, bao gồm cả trực thăng và UAV, bị tiêu diệt chỉ bằng súng máy, pháo phòng không và tên lửa vác vai. Những con số này không chỉ minh chứng cho sức mạnh của lực lượng phòng không, mà còn thể hiện rõ vai trò của mạng lưới phòng không tầm thấp trong việc bảo vệ bầu trời Việt Nam trong những thời điểm khó khăn nhất. Mặc dù chưa được công bố chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng Việt Nam hiện sở hữu khoảng 5.000 hệ thống pháo phòng không với các cỡ nòng đa dạng từ 23mm đến 100mm. Phần lớn trong số này được sản xuất từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới. Với những ưu thế như chi phí thấp, dễ bảo trì và có thể triển khai nhanh chóng ở nhiều khu vực, pháo phòng không vẫn là một phần không thể thiếu trong hệ thống phòng không hiện đại của Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự NATO, Việt Nam đang xây dựng một hệ thống phòng không nhiều lớp, đa tầng hiện đại, kết hợp hài hòa giữa pháo phòng không và tên lửa phòng không. Trong đó, pháo cao xạ có vai trò quan trọng trong việc đánh chặn các mục tiêu ở tầm thấp và tầm trung, đặc biệt hiệu quả đối với các UAV tấn công chi phí thấp. Trong khi đó, tên lửa phòng không và lực lượng không quân sẽ đảm nhận nhiệm vụ ngăn chặn các mục tiêu ở tầm xa. Pháo cao xạ hoạt động dựa trên nguyên lý tạo ra một tấm lưới trên không, thông qua việc bắn ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mảnh đạn nhỏ với tốc độ cao. Mỗi viên đạn khi khai hỏa không chỉ nhằm mục tiêu cụ thể, mà còn nhằm tạo ra một vùng bắn dày đặc, nơi mà bất kỳ máy bay, tên lửa hay UAV nào va phải cũng sẽ bị hư hại nghiêm trọng hoặc lệch khỏi quỹ đạo. Một trận địa pháo cao xạ 57mm thường gồm 6 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa, với mỗi khẩu có tốc độ bắn lên đến 70 phát phút và đạn nặng 2,8kg, với sơ tốc đầu nòng khoảng 1.000m trên giây. Hỏa lực này tạo nên một sức mạnh đáng nể trong việc bảo vệ bầu trời. Tuy nhiên, phương pháp bắn như vậy cũng bộc lộ một số hạn chế, bao gồm sự sai lệch trong thời gian bắn và tốc độ nạp đạn, đặc biệt khi tốc độ nạp đạn của các pháo thủ không đồng đều. Nhằm khắc phục các vấn đề này, từ năm 2004, Việt Nam đã nghiên cứu và áp dụng thành công hệ thống cỏ điện cho pháo 57mm. Chỉ với một thao tác ấn nút của người chỉ huy, toàn bộ khẩu đội có thể đồng loạt khai hỏa một cách chính xác đến từng phần trăm giây. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả của hỏa lực mà còn tạo nên một bức tường lửa chính xác và chết chóc hơn bao giờ hết. Pháo cao xạ với nguyên lý hoạt động dựa trên mật độ hỏa lực lớn yêu cầu một lượng đạn dược khổng lồ trong mỗi trận đánh. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra những thách thức về chi phí và logistics. Việt Nam nhận thức rõ điều này để tìm kiếm các giải pháp cải tiến công nghệ để tối ưu hóa quy trình sử dụng đạn dược và nâng cao hiệu quả chiến đấu. Đến nay, nhiều người thắc mắc về lý do tại sao Việt Nam vẫn duy trì việc sử dụng các loại tên lửa phòng không được sản xuất từ những năm 1970 đến năm 1980. Câu trả lời nằm ở chỗ công nghệ cũ, nhưng hiệu quả, không hề kém cạnh so với những hệ thống mới hơn. Ngay cả những cường quốc quân sự hàng đầu như Mỹ cũng chưa thể phát triển một loại vũ khí nào vượt trội hơn những lão tướng này. Tên lửa Stinger huyền thoại của Mỹ, ra đời từ năm 1978 và nâng cấp lần cuối vào năm 1991, vẫn chưa có người kế nhiệm thực sự trên chiến trường. Ở Ukraine và Trung Đông, các tổ hợp tên lửa phòng không của Nga như Shela 2 hay Ikla vẫn cho thấy sức mạnh đáng kể, liên tục bắn hạ không chỉ UAV, mà cả các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư hiện đại. Kỹ năng chiến đấu và chiến thuật linh hoạt của quân đội là những yếu tố quan trọng không kém công nghệ. Ví dụ, Shela 2 từng bị Liên Xô coi là thất bại, nhưng khi được trang bị cho bộ đội Việt Nam, nó đã trở thành khắc tinh của không quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Việt Nam không chỉ sử dụng tên lửa cũ, mà còn tích hợp tên lửa Ikla-S lên pháo tự hành ZSU-234, tạo thành một tổ hợp phòng không cơ động với hỏa lực mạnh, có khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu ở nhiều cự ly và độ cao khác nhau. Cuộc xung đột tại Ukraine đã trở thành một bài học quý giá về sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ bên ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn cung đạn dược bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau nhiều năm chiến tranh, ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã bị tan hoang, dẫn đến việc quân đội nước này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ NATO. Việc thiếu hụt đạn dược đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho quân đội Ukraine trên chiến trường, đặc biệt sau khi gói viện trợ 61 tỷ USD bị Mỹ từ chối hồi đầu năm 2024. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tự chủ quốc phòng, Việt Nam đã chủ động hợp tác với Triều Tiên từ những năm 1990 để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, trong đó có sản xuất đạn dược. Đến nay, Việt Nam đã có thể tự sản xuất 100% nhu cầu đạn dược cho các loại pháo phòng không, với chi phí sản xuất cực kỳ thấp, chỉ từ $200 đến $400 cho những loại đơn giản nhất.
Việc tự chủ về đạn dược không chỉ giúp Việt Nam giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc phát triển công nghệ quốc phòng trong nước. Chưa dừng lại đó, từ năm 1992, Việt Nam đã thành lập đơn vị tác chiến điện tử đầu tiên, nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ các cuộc chiến tranh do Mỹ phát động, đặc biệt là việc sử dụng UAV. Trong hơn 30 năm qua, lực lượng tác chiến điện tử của Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể. Từ năm 2010 đến năm 2021, Việt Nam đã nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng hơn 300 chủng loại vật tư trang bị kỹ thuật cho lực lượng này. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ từng người lính trên chiến trường, Việt Nam đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các loại vũ khí chống UAV cá nhân, nhỏ gọn, cơ động, dễ sử dụng và giá thành rẻ. Một trong những sản phẩm nổi bật do Việt Nam nghiên cứu chế tạo là súng chống UAV CA-18GL. Sản phẩm này có khả năng phát ra tín hiệu gây nhiễu, làm mất tín hiệu điều khiển của UAV, đặc biệt còn có thể tạo ra vùng cấm bay ảo bằng cách giả mạo tín hiệu GPS, đánh lừa hệ thống định vị của UAV. Ngoài CA-18GL, Việt Nam còn phát triển hệ thống tác chiến điện tử di động GN-481 có khả năng gây nhiễu sóng vô tuyến và tín hiệu GPS, Wi-Fi. Với kích thước nhỏ gọn và trọng lượng chỉ 25kg, GN-481 có thể dễ dàng triển khai trên các tòa nhà hoặc căn cứ quân sự, bảo vệ hiệu quả các mục tiêu quan trọng. Tổng kết lại, hệ thống phòng không của Quân đội Nhân dân Việt Nam được xây dựng với cấu trúc nhiều tầng, nhiều lớp, từ tầm xa đến tầm gần, tạo thành một mạng lưới bảo vệ không phận vững chắc. Trong đó, tác chiến phòng chống thiết bị bay không người lái là vấn đề mới, đang vận động, phát triển rất nhanh. Vì vậy, đất nước hình chữ S cần tiếp tục nghiên cứu một cách nghiêm túc, toàn diện, thấu đáo, nhằm tìm ra các giải pháp phòng chống có hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.